Vũ Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Hôm nay em có một cái xe Mai rất là hot luôn cả nhà, đó chính là Cúc Thọ Hương nha. Và cái loại này là em ghép cái gốc lắc lượng nè, đó, uống văn lòng ha. Cái cốt á, cốt cây nè, cái chọt ghép á cả nhà, cái gốc ghép là cỡ như mấy ngón tay của Quỳnh ha, ngón tỏ, ngón giữa nè, ngón cái nè, đế rất là đẹp luôn. Còn cái phần bo ghép ở trên này nè, đó, nó cỡ như đầu đũa lớn luôn nha cả nhà. Đó, nó xem ngón út em luôn ha. Rồi lắc lượng luôn, chi cành nhánh nè, rất là đều luôn ha. Em sẽ cho cả nhà xem nha, một số nữa nha. Rồi cái phần ở trên này nè, bây giờ là gỡ dây rồi, cố định này nó rất là cứng cây rồi cả nhà. Cây này có chiều cao là khoảng 3 tấc rưỡi đến 4 tấc. Tại uống lắc lượng á cả nhà, chứ không á thì nếu mà dựng đứng lên là nó rất là cao nha. Đó, nó khoảng cỡ 3, em lấy trung bình là 3 tấc rưỡi đi. Rồi cả nhà xem thêm nha. Đế đẹp nè, cành nhánh đẹp nè. Đó, cái củ nữa, nó có nhiều củ rất là đẹp. Và cái loại này nó rất là cứng cây quý khách. Mình về mình trồng đất rất là ok luôn nha. Đây, cả nhà xem nè. Đó, củ nở ha. Rồi, đặc biệt là đối với cái hàng này là hàng đôm á, do đôm xuống á nên thành ra là các cái khoảng chi cành nhánh này nó rất là đều cả nhà. Em cho cả nhà xem một vài gốc nữa nha, mê lắm luôn. Đối với cái lô họ Hương này là cực kỳ cứng cáp luôn ha. Rồi cây như thế này là 165.000 một cây. 4 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển ha. 10 cây thì em tặng quý khách là một cây. Đây, cái cây dựng đứng này nè, để nó cố định cái dáng lông á cả nhà, nó cố định cái cây á. Và về mình trồng đất á là nó mau phát lắm. Thì cái loại này em ghép cái gốc nhớ quấn rễ mà nó to cả nhà. Đó, khi mà nó liền cốt ha, nó như một cây zin và cực kỳ luôn. Đây cả nhà coi nè. Đó, cả nhà ha. Cái bo chỗ này nó rất là cứng rồi nha cả nhà. Đó, cái bo ghép và cái gốc ghép á bây giờ nó rất là khỏe rồi. Đó, cả nhà xem ha. Tay chi cành nhánh nè. Rồi lâu này em khoảng cỡ 2.000 cây nha cả nhà. Đây. Cái gốc nè, cả nhà xem cỡ ngón bự hơn ngón tỏ Quỳnh luôn nè ha. Cái lô này nó cứng cây lắm cả nhà. Nó to nữa, gốc to nè. Trồng rất là ok luôn nha. Đó, cả nhà xem ha. Đây, chiều cao là 2 gang tay Quỳnh ha. Lắc lượng một phần nữa, tạo cái dáng giống như hình chữ S luôn á cả nhà. Đây là Cúc Thọ Hương, hoa thơm, dễ chăm, bông chùm. Đó, đế đẹp nè. Đế đẹp ha, gốc khỏe nè. Bo lại rất là cứng nữa, hàng này gỡ dây ra rồi, cứng khừ luôn cả nhà. Đó, hàng này là hàng đôm á. Và rồi, chỉ có 165.000 một cây ha. 4 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. 10 cây á, thì em sẽ tặng quý khách là một cây nha. Đây cả nhà xem có vài cái gốc nè. Trời ơi, củ nở nè ha. Đế đẹp lắm nha. Đó. Cây nào cũng uống dáng lòng hết rồi. Đây cả nhà xem nè. Mình về mình trồng ha, nó bắt phân nó mau phát triển lắm nha cả nhà. Cúc Thọ Hương. Ai thích Cúc Thọ Hương thì alo em ha. Đó. Và đặc biệt khi mà đôn lại á cả nhà và nó giao giữa các cái chi cành nhánh nè, nó đều như thế này nè. Đó, mình về mình trồng là cứng khừ luôn và cây nó mau phát triển nữa ha. Đấy, đủ kiểu luôn. Rồi ai thích cái lô này thì alo cho Quỳnh nha. Rồi bên này cả nhà, bên này Quỳnh có cái loại này là 80.000 một cây. 80.000 một cây ha. Cái loại này em ghép nó cũng già bo rồi nè. Đó, hoa của nó đây cả nhà. Hoa của nó ha. Cũng rất là già bo. Cái này mình cũng lấy bo được nha. 80.000 một cây. 4 cây em Huỳnh bao ship 10 tặng 1 luôn ha. Đó, loại này thì khoảng cỡ 5 à. Em ghép khoảng 5 đủ lại cả nhà. Đây Cúc Thọ Hương ha. Rồi. Đây mẫu này là mẫu 80. Ai thích thì alo em nha. 80.000 một cây. Đế đẹp nha cả nhà. Đế đẹp. Cành nhánh lấy bo được luôn. Đó, quấn đế đẹp nè. Rồi ai thích mẫu nào thì alo em ha. Đó. Cúc Thọ Hương. Rồi mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.